Xin chào tất cả các em, rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy và học cùng NTV ngày hôm nay. Chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, app NTV Go và kênh YouTube Nghệ An TV. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cô giáo uh, Cao Thị Hương đến từ trường Trung học Cơ sở Đặng Thái Mai, thành phố Vinh uh, sẽ trực tiếp giảng dạy các em uh, bài Tiếng Anh 9, động từ Khuyết thiếu. Uh, xin chào và cảm ơn cô đã đồng hành cùng với chương trình ừ, hôm nay. Cảm ơn Thu uh, Hương. Hello, nice to see you again xin chào các em rất vui được gặp em, các em trong buổi học ngày hôm nay. Và ngay từ lúc này đây nếu như các em có thắc mắc về bài học thì các em có thể đặt câu hỏi với cô giáo bằng cách gọi về số điện thoại hotline 0849938777 hoặc là gửi câu hỏi qua fanpage dạy và học cùng NTV hoặc qua kênh YouTube Nghệ An TV. và bây giờ thì xin mời cô hãy bắt đầu bài dạy của mình. vâng, cảm ơn thu À, xin chào các em, là một chuyên đề mới với chúng ta ngày hôm nay đó là chuyên đề về động từ khuyết thiếu. Thì trong chuyên đề hôm nay thì đồng tư khuyết thiếu chúng ta sẽ học những cái phần sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu về động từ khuyết thiếu. À, tiếp theo là cấu trúc động từ khuyết thiếu. Cách sử dụng của động từ khuyết thiếu. Bài tập luyện tập về động từ khuyết thiếu. Phần thảo luận tương tác với khán giả và phần bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết bài học. Ok, let's start. Đồng từ khuyết thiếu là gì? Thì như các em biết là đồng từ khuyết thiếu là những đồng từ đặc biệt. Nó dùng để giải thích, làm rõ nghĩa cho đồng từ đi theo sau nó. Và đồng từ khuyết thiếu gồm những đồng từ sau đây. Can, could, nghĩa là có thể. May, might, cũng nghĩa là có thể. Nhưng hai cái có thể khác nhau thì cô sẽ giải thích sau cho các em. Will, would, sẽ, shall, should, sẽ, nên, must, phải, ought to, nên. Và một số đồng từ hoặc cùng đồng từ mà chúng ta sử dụng giống như đồng từ quyết thiếu. Đó là need, cần, cần thiết, Had better. Tốt hơn hết là nên. Have to. Phải nên. Uh, xin lỗi. Have to. Phải. Used to. Đã từng thường hay trong quá khứ. Would like. Muốn. Mong muốn. Would rather. Muốn. Hoặc thích hơn. Would prefer. Thích hơn. Hoặc mong muốn. Ưa thích. Chúng ta sang phần uh, cấu trúc của đồng thư khuyết thiếu. Đồng từ khuyết thiếu câu khẳng định chủ ngữ cộng đồng từ khuyết thiếu cộng với đồng từ nguyên mẫu không tô bare infinitive. Example. It might rain tomorrow. Ngày mai trời có thể mưa. Câu phủ định. À ta lấy một ví dụ khác. He can swim very well. Câu ấy có thể bơi rất là tốt. Cấu trúc câu phủ định. Chủ ngữ cộng đồng từ khuyết thiếu cộng not cùng với bare infinitive. Example. My brother can't play the guitar. Anh trai tôi không thể chơi guitar. You shouldn't make noise during the lesson. Bạn không nên làm ồn trong buổi học. Thì động từ khuyết thiếu not, đứng sau khuyết thiếu có thể viết tắt như là cannot, chúng ta viết tắt thành can't, should not viết tắt là shouldn't. Now, negative or question, BW of question. Câu hỏi có từ để hỏi hoặc là câu hỏi nghi vấn, chúng ta có cấu trúc. Nếu câu hỏi có từ để hỏi, ta để từ để hỏi trước, cộng đồng từ khuyết thiếu, cộng chủ ngữ, cộng đồng từ nguyên mẫu, không tu. Nếu là câu nghi vấn, thì chúng ta để đồng từ khuyết thiếu trước, cộng chủ ngữ, cộng đồng từ nguyên mẫu, không tu. Example, may I go out? Tôi có thể ra ngoài được không? Or, Why couldn't you contact him yesterday? Tại sao hôm qua bạn lại không thể liên lạc với cậu ấy? Thì chúng ta nhìn thấy cấu trúc câu khẳng định, phủ định và câu hỏi của động từ khuyết thiếu. Và động từ khuyết thiếu có chung đặc điểm gì? Từ cấu trúc đó chúng ta rút ra được một số cái đặc điểm chung của động từ khuyết thiếu như sau. Thứ nhất, động từ khuyết thiếu luôn không đổi với mọi chủ ngữ. Hay là cái khác là chia như nhau với mọi chủ ngữ. Không biến đổi theo các thi, không thêm s, es, id hay là in sau các đồng từ khuyết thiếu. Example. I think she will move next summer. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ chuyển vào mùa hè tới. Đặc điểm thứ hai, sau động từ khuyết thiếu là một động từ nguyên mẫu không tu. Tức là ta không thêm s, es, không thêm in, không ghi uh, uh, ở quá khứ sau ngay khuyết thiếu. Example. Tracy can sing really well. Tracy có thể hát thực sự hay. Đặc điểm thứ tư, à, thứ ba của đồng từ khuyết thiếu, chính đồng từ khuyết thiếu làm trợ đồng từ trong câu phụ định, câu hỏi hoặc câu đảo ngữ. Các em chú ý là chính đồng từ khuyết thiếu làm trợ đồng từ. Example: He couldn't read until he was six years old. Mãi tới sáu tuổi thì anh ấy mới biết đọc. Và đặc điểm cuối cùng mà cô liệt kê hôm nay đó là đồng từ khuyết thiếu không bao giờ kết hợp với một đồng từ khuyết thiếu khác. Ví dụ ta không nói là uh, he will can or he will must mà để diễn tả sẽ có thể hoặc sẽ phải thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc mà chúng ta sẽ học sau. Đấy là đặc điểm chung của đồng từ khuyết thiếu. Các em chú ý bốn cái đặc điểm cô vừa nêu. Để các em nắm rõ, nắm kỹ hơn về các dạng phụ định câu hỏi của đồng tư khuyết thiếu thì cô liệt kê theo cái bảng sau đây. Nào, đồng tư khuyết thiếu can thì phụ định của nó là can't hoặc là cannot. Các em lưu ý ở đây là cannot, chúng ta viết dính nhau, không tách rơi. Và câu hỏi can subject verb bare infinitive. Could, couldn't or could not. Và câu hỏi là could subject verb may not may subject verb might might not mightn thì might not người ta dùng phổ biến hơn mightn ít sử dụng hơn nhưng nếu gặp thì các em nói cũng là cũng 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 bình thường chứ các có nhiều bạn là bảo là các em không thấy dùng might not à, không thấy mightn thì các bạn chú ý sử dụng được hai nhưng mà might not thì nó phổ biến hơn might subject verb will will not or want will subject verb would, would not, or wouldn't. Would subject verb shall not, shan't. Các em chú ý cái dạng viết tắt của shall not. Shall, I, we, verb. Với từ shall, quyết thiếu shall, thì thường chủ ngữ của nó trong câu hỏi là I và we. Shall I, shall we. Không nói là shall you, shall he, shall she, mà shall I, shall we should not, shouldn't. should subject verb must, must not or mustn't. must subject verb ought to, ought not to, or oughtn't to và oughtn't to cũng không phổ không dùng phổ biến. đây là cái dạng phụ định và dạng câu hỏi cụ thể hơn của các động từ khuyết thiếu và một số cụm từ mà ta dùng như khuyết thiếu đó là had better, had better not. Ta không nói là had not better. Had subject better verb, need, needn, or do not need to. Cô lấy do not ở đây là cô đại diện cho một trợ động từ. À, tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng ở thi hiện tại là do does, quá khứ ta dùng did, chứ không phải luôn luôn là do. Nếu mà needn thì need ở đó là khuyết thiếu. Còn need to, do not need to thì need ở đó là main verb hay là ordinary verb, động từ thường. Ở một số sách thì need người ta gọi là semi modals, còn gọi là động từ bán khuyết thiếu. Nếu như mà need là khuyết thiếu thì câu hỏi là need subject verb. Còn nếu need là động từ thường thì ta có cấu trúc là trợ động từ. Cụ thể đây là cô lấy ví dụ là do subject need to verb. Have to. Ta dùng do not have to, không dùng have to và câu hỏi do subject have to. Tất nhiên ta cũng có thể sử dụng các trợ động từ khác như là did, thì như là will, used to, didn't used to hoặc ta có thể dùng never used to, did subject used to verb ở câu hỏi. Khi có trợ động từ did thì use không có đề làm sao nữa. Would like, would like. Không này là would like not. Câu hỏi, would subject like to verb. Và ở cái câu này thì chủ ngữ thường là chủ ngữ à, you, would you like? Would rather, would rather not. Ta không nói là would didn't rather hay là would not rather mà would rather not. Would subject rather verb. Would prefer would prefer not cũng tương tự ta không dùng là would prefer nghĩa là thích hơn. would subject prefer to verb Đây là một số ký đồng từ và cùng từ mà sử dụng giống đồng từ khuyết thiếu khi dùng ở câu hỏi và câu phủ định. Chúng ta sang cách dùng của đồng từ khuyết thiếu. Có một số sách thì modal verbs người ta còn gọi là đồng từ tình thái một số sách thì gọi là đồng tư khuyết thiếu nhưng đồng tư khuyết thiếu thì dùng phổ biến hơn. đồng tư khuyết thiếu là người ta gọi theo cấu trúc và đồng tư tinh thái thì người ta gọi theo cách dùng. chúng ta nắm một số cái cách dùng của đồng tư khuyết thiếu. hôm nay cô chỉ nói một số cách dùng cơ bản, còn rất là nhiều cách khác thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau. cách dùng thứ nhất, đồng tư khuyết thiếu dùng để diễn tả ability, diễn tả khả năng hoặc là kỹ năng, nghĩa là có thể. ta dùng hai đồng tư khuyết thiếu đó là can could. Và thay vì dùng can could ta có thể dùng một cụm khác đó là be able to. Can dùng ở hiện tại đôi khi mang nghĩa tương lai. Could dùng ở quá khứ. Còn be able to có thể dùng được ở ngoài thi. Một cái khác nữa là can could là dùng một cái nghĩa có thể nói chung. Và be able to là nghĩa cụ thể, người ta gọi là specific meaning. Example. He can speak three languages. Anh ấy có thể nói được ba thứ tiếng. Ta cũng có thể viết một cách khác đó là He is able to speak three languages. Can hiện tại thì to be sẽ chia tương ứng đó là với he là like is. Is able to. Another example. My brother could play chess when he was six. Em tai tôi có thể chơi cờ khi nó 6 tuổi. Could play. Và chúng ta cũng có thể viết lại đó là My brother was able to play chess when he was six. Can thì là bi hiện tại mà could thì bi chiến quá khứ. Và ví dụ thứ ba. The baby will be able to walk in a few weeks. Con của họ sẽ có thể đi được mấy tuần nữa. Tức là mấy tuần nữa thì biết đi. Thì đây là thì tương lai cho nên ta không thể dùng là will can. Đấy, mà ta dùng là will be able to. Đó là cái, uh, cách dùng thứ nhất của đồng từ khuyết thiếu diễn tả khả năng kỹ năng. Cách sử dụng thứ hai của đồng từ khuyết thiếu. Đây là đồng từ khuyết thiếu dùng để diễn tả lời khuyên, advice. Và chúng ta dùng những đồng từ khuyết thiếu sau đây để diễn tả lời khuyên. Should, ought to, had better, có thể viết tắt là the better. Example. Now look at this picture. What do you think about the situation in this picture? Chúng ta nghĩ gì về cái tình huống trong bức tranh này? À, có hai bạn, một bạn thì có vẻ đau bụng, một bạn thì đang hỏi thăm. Trong tình huống này, bạn A bạn bảo là I have a terrible stomach ache. Và bạn B đưa ra lời khuyên You should go to the doctor. Hoặc là bạn B cũng có thể nói một cách khác. You had better take some experience và nên uống một ít viên thuốc đi. Hoặc cũng có thể một tình huống khác, có thể nói một cái cách khác. You ought not to suffer from the pain any longer. Không nên chịu đựng lâu, không không nên chịu đựng đau thêm nữa. thì tức là cùng một tình huống như vậy mà chúng ta có thể sử dụng uh, những đồng từ khuyết thiếu khác nhau đó là should or to had better, có thể dùng ở khẳng định hoặc phủ định. Nên làm, không nên làm gì. Cách sử dụng thứ ba. Động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả một sự cho phép hoặc xin phép thì chúng ta sẽ dùng động từ khuyết thiếu can, could, may, might để diễn tả à, để diễn tả sự cho phép hoặc xin phép. Cụ thể, để diễn tả sự cho phép thì chúng ta sử dụng can, could, may, might, i or we cộng với động từ. Để đưa ra một sự xin phép. Còn để cho phép hoặc từ chối không cho phép thì chúng ta sử dụng chủ ngữ cộng can, can't, may, may not, verb. Example. Look at this picture. the boy, the son and his dad. Giữa bố và con. Là cậu bé đang muốn ăn cái bánh. Thì cậu ấy xin phép bố. Và hồi thoại giữa họ là gì? May I have this cake, dad? Con có thể ăn cái bánh này được không bố? Và bố sẽ đáp lại nếu bố đồng ý trong lần này bố đồng ý bố bảo là yes you may. Con có thể ăn được. Đồng ý. Now the second example. Các bạn có thể theo dõi cái bức tình huống trong bức tranh thứ hai. We can see here swimming forbidden. But a lot of animals want to swim. And the conversation, the duck said, can we swim in this lake? Chúng ta có thể bơi ở đồng hồ này được không? And seal. Con hãy cầu đáp lại. No, we can't. Bởi vì chúng ta thấy cái, cái biển báo ở đây là Swimming is forbidden. Cấm cho nên là không được phép bơi. Thế bạn chú ý một tí ở trong cái trường hợp này. Khi đưa ra xin phép thì có thể dùng can, could, may, might. Nhưng khi cho phép hoặc là không cho phép thì người ta thường dùng hai động từ đó là can't. Phủ định là can't, may và may not. Chứ người ta không sử dụng là might or could để mà đáp lại. Cho phép hay là từ chối, không cho phép. Trường hợp thứ tư, cách dùng thứ tư, đây là động từ khuyết thiếu dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị. Chúng ta sử dụng khuyết thiếu là can, could, will, would. Và cấu trúc đó là can, could, will, would, you, cộng vấp, Đề nghị ai đó làm gì cho mình. Example. Now look at this picture. Yeah, someone is asking the asking the boy to close the door. Ai đó đang yêu cầu cậu bé đóng cửa lại. Và đề nghị đó là Can you close the door for me? Làm ơn đóng hộ tôi cái cửa. And the boy reply, sure. Tất nhiên là chúng ta có thể dùng những cách khác để đáp lại như là ok, certainly, yes, of course. Now the second example. Một người nhờ bạn mình gửi thư trên đường đến trường. Thì người ta nói là, à, hội thoại giữa Tom và Jerry. Could you bought this letter on the way to school? Làm ơn gửi cho tôi bức thư này trên đường bạn đi học có được không? And Jerry answer, sorry, but I don't have enough time. Xin lỗi nhưng mà tôi lại không đủ thời gian mất rồi. Đấy, đây là lời xin phép. cho à, Xin lỗi là đưa ra yêu cầu. Các bạn chú ý. Mức độ về à, lịch sử ấy thì cut về will nó sẽ formal hơn, nó lịch sử hơn. polite can good thì nó informal, nó thân mật hơn. Can về will thân mật, cut thì nó trình trọng hơn. Cách sử dụng thứ tư của động từ khuyết thiếu đó là cách thường thứ năm. Đồng từ khuyết thiếu dùng để đưa ra lời đề nghị giúp đỡ hoặc là gợi ý hoặc là một lời mời. Chúng ta sử dụng các đồng từ khuyết thiếu sau đây: shall, can, would like. Và shall với can thường đi với chủ ngữ là I hoặc là we cộng vấp. Would like thì thường là would you like? to vựng. À cái này thì xin lỗi là cô đánh nhầm Các bạn sửa lại cho cô. Would you like Example. In this situation. Các bạn nhìn vào tình huống này. Cậu bé nhìn thấy một cụ ba đang đi qua đường và cậu ấy muốn giúp cụ ba qua đường thì cậu ấy sẽ nói như thế nào? Can I take you across the street? Cháu đưa cụ qua đường nhé. Và cụ già sẽ trả lời là Yes, please. Cảm ơn cháu. The second situation, tình huống thứ hai, cháu bảo là rủ bạn shall we play football this afternoon? Và team trả lời yes, let's. Đây là một câu gợi ý, chúng ta hãy chơi đi, đi chơi đi. Và trường hợp tình huống thứ ba, đây là một cái câu mời, ta dùng would you like to join our party tonight? Chúng ta uh, tham dự bữa tiệc tối nay đi và nga đáp lại là sorry i'm busy tức là từ chối lời mời cách sử dụng thứ sáu đồng thư khuyết thiếu dùng để diễn tả một kỳ khả năng xảy ra và ta sử dụng đồng thứ khuyết thiếu đó là may might có thể và may might trong ngân này nó sẽ bằng với là be likely có thể example he may win the race anh ấy có thể thắng trong cuộc đua. Và chúng ta cũng có thể viết lại một cách khác đó là He is likely to win the race. Anh ấy có thể thắng cuộc đua cách nghĩa giống nhau. The parcel might arrive tomorrow. Cái gói, cái, à, gói hàng, kiện hàng à, sẽ có thể đến vào ngày mai. Người ta chú ý là tomorrow nhưng người ta dùng might, không dùng là will might. Vì may mai này có thể diễn tả khả năng ở hiện tại hoặc tương lai. Và chúng ta có thể viết lại là The bus is likely to arrive tomorrow. Cách sử dụng thứ bảy Đấy là đồng từ khuyết thiếu dùng để diễn tả cái mức độ chắc chắn hoặc đưa ra một sự chỉ trích. Mức độ chắc chắn của hành động chúng ta sử dụng các cái đồng từ khuyết thiếu must, may, might, can't, couldn't, và cô sắp xếp theo thứ tự từ, từ mức độ chắc chắn nhất đến ít mức độ ít chắc chắn nhất. Must ở đây ta không dịch là phải như những cái cách dùng ở trước mà must ở đây ta dịch là chắc chắn là chắc hẳn là may mai có thể là có lẽ là và chắc chắn là không thì không dùng motion mà ta dùng là can't hoặc là couldn't. Các em chú ý trong trường hợp này. Cô nhắc lại là must là chắc chắn là, hẳn là. May might có thể là có lẽ là. can't, couldn't hẳn là không, chắc chắn là không. Và chúng ta sẽ có cấu trúc chủ ngữ cộng các động từ khuyết thiếu must, may, might, can't, couldn't. Nếu diễn tả một cái sự chắc chắn, mức độ chắc chắn ở hiện tại, hành động thường xuyên diễn ra thì ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng các động từ quyết thiếu ta đã liệt kê cộng động từ nguyên mẫu example you will work all night these days you must be very tired lâu giờ bạn làm việc cả đêm chắc hẳn bạn là rất mệt thì đây must be đây là diễn tả một sự chắc chắn mức độ cao i'm sure that you are very tired tôi chắc rằng bạn rất mệt để diễn tả một cái mức độ chắc chắn về hành động đang diễn ra tại thời điểm nói đang diễn ra thì chúng ta dùng cấu trúc be verb in sau các động từ khuyết thiếu này. Example. He can't be studying now. at the saw at the coffee shop. Chắc chắn bây giờ là anh ấy không học rồi. Tôi vừa nhìn thấy anh ta trong quán cà phê. Đấy, tức là chắc chắn hẳn là không đang nói về hành động đang diễn ra ta dùng to be verb sau đó can't be studying để diễn tả mức độ chắc chắn cho những hành động ở trong quá khứ thì ta dùng cấu trúc chủ ngữ cộng đồng các động từ khuyết thiếu cộng have cộng past participle example Lan wasn't at the party she might have gotten about it à, Lan không ở bữa tiệc có thể là cô ấy đã quên Có thể là đã quên Tức là hành động đã xảy ra rồi Lan không ở bữa tiệc Đấy, chú ý Wasn't at the party Và might have forgotten Và để diễn tả sự chỉ trích Than phiên Với nghĩa tiếng Việt là Lẽ ra là nên Lẽ ra là không nên Thì chúng ta sử dụng cấu trúc Chủ ngữ Cộng should ought to Khẳng định Shouldn't ought not to phủ định cộng với have past participle cộng với have quá khứ phân từ example you shouldn't have revealed your personal information lẽ ra là bạn không nên tiết lộ thông tin cá nhân thực tế đã tiết lộ rồi bây giờ mình nói là lẽ ra là không nên tức là diễn tả một sự phân nan một sự chỉ trích ta có thể thay should didn't have a review bằng ought not to have reviewed. Cách sử dụng thứ 8 của động từ khuyết thiếu. nên động từ khuyết thiếu diễn tả sự bắt buộc, sự cấm đoán hoặc là sự cần thiết. Ta sử dụng các động từ khuyết thiếu must, phủ định là mustn't. Phải, không được phép. Chứ ta không nói là mustn't là không phải. Have to, phải, cần phải. Not have to, không phải không cần thiết. Need cần, need not on a uh, needn't on not need to. Như cô nói lúc nãy là needn't là khuyết thiếu mà not need to thì nó là động từ thường. Example. Passengers must fasten their seat belt. Hành khách phải thắt dây an toàn. Tức là bắt buộc. You mustn't bring the cell phone into the classroom. Bạn không được phép mang điện thoại di động điện thoại cầm tay vào phòng học. Or we'll have to get this. We'll have to get there before 5 p.m. Because the shop closed then. Chúng ta sẽ phải đến đó trước 5 giờ chiều. Bởi vì lúc đó thì cửa hàng đã đóng cửa rồi. Sẽ phải. Thì cô giải thích một tí chỗ cái must phải và have to cũng phải để các em nắm rõ hơn. Uh, must và have a to thì đôi khi nghĩa tiếng việt đều có nghĩa là phải nhưng mà thực tế vẫn nó có sự khác nhau. Must thì phải mang nghĩa chủ đỡ, tức là mang nghĩa tức là chủ quan từ người nói từ người viết và have to là mang nghĩa khách quan từ phía bên ngoài và một cái khác nữa đó là must là dùng ở hiện tại đôi khi mang nghĩa tương lai còn have to thì có thể dùng ở mọi thì hiện tại, quá khứ, tương lai. Nhưng nếu have to ở hiện tại thì chúng ta phải chia là she, he, it thì phải là has to. I, you, we, they thì have a to. Và ở câu phụ định thì chúng ta phải đưa trợ động từ cộng với have to. Don't have to, doesn't have to, didn't have to, will have a to. Còn em chú ý, còn must ta dùng luôn là mustn't. Cách sử dụng tiếp theo. Cách sử dụng thứ 9. Đây là đồng từ khuyết thiếu hoặc là một số cụm giống đồng từ khuyết thiếu được dùng để diễn tả sự mong muốn, sự ưa thích. Đây là những đồng từ khuyết thiếu như là would like mà chúng ta có thể viết tắt là the like. Would rather viết tắt là the rather. Would prefer viết tắt là the prefer. Example, I would like to meet my classmate again. Tôi muốn gặp lại các bạn cùng lớp. Ví dụ sau những ngày giãn cách xã hội, thì chúng ta lại muốn quay lại trường. I would like to meet my classmates again. Now another example: I'd rather not take any risks. Tôi không muốn mạo hiểm thêm nữa. Another example: I would prefer to listen to pop music các bạn sửa cho cô listen to. Tức là tôi muốn nghe nhạc pop. Cách sử dụng thứ 10. Đó là đồng từ khuyết thiếu. Dùng để diễn tả thói quen trong quá khứ. Ta dùng đồng từ khuyết thiếu là used to. Và cấu trúc của used to. Ở câu khẳng định, chủ ngữ cộng với used to cộng động từ. Ở câu phủ định, chủ ngữ cộng với didn't, used to Nhớ là không có đen sau used cộng verb. Câu nghi vấn. Did subject used to verb? Example. She used to have long hair, but now she wears it short. Trước đây thì cô ấy để tóc dài, thường để tóc dài. Nhưng mà bây giờ thì cô ấy để tóc ngắn. Tức là hành động để tóc dài là không còn nữa, nó thường trong quá khứ thôi. Oh, she didn't used to have in, We didn't used to have Interactive television Trước đây chúng ta không có Thường không có Truyền hình tương tác Interactive TV Ta lấy ví dụ câu hỏi Did you used to walk to school When we were children Khi con uh, học sinh bàn Thường hay đi bộ đến trường à Đấy là câu hỏi của uh, used to. Như thế là cô đã nói về chúng ta 10 cái cách sử dụng cơ bản của động từ khuyết thiếu. Và chúng ta tổng hợp lại, nhìn lại trong cái bảng sau đây. Về 10 cái cách dùng của động từ khuyết thiếu mà cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta. Thứ nhất là đồng từ khuyết thiếu dùng để diễn tả khả năng thì chúng ta sử dụng can could. Động từ khuyết thiếu dùng diễn tả lời khuyên ta dùng should ought to had better để đưa ra sự cho phép, xin phép, chúng ta sử dụng can, could, may, might. Đưa ra yêu cầu, đề nghị, chúng ta dùng can, could, will, would. Đó là lời đề nghị giúp đỡ, gợi ý, hoặc là lời mời. Thì chúng ta sử dụng shall, can, will, would like. Diễn tả khả năng thì chúng ta sử dụng may, might. Diễn tả sự cấm đoán, bắt buộc cấm đoán, ngăn cấm sự cần thiết. Chúng ta sử dụng must, have to, need. Diễn tả mức độ chắc chắn và sự chỉ trích, than phiền chúng ta sử dụng must, may, might, can't, could, can't, couldn't, should or ought to. Diễn tả sự ưa thích, sự mong muốn chúng ta sẽ dùng would like, would rather, would prefer. Diễn tả thói quen trong quá khứ chúng ta sử dụng used to. Các bạn có thể nhìn lại cái bảng tổng hợp về cách sử dụng của động từ khuyết thiếu để áp dụng làm các cái phần bài tập trong phần luyện tập sau. Bây giờ chúng ta có cái bài luyện tập thứ nhất về động từ khuyết thiếu. Choose the best answer to complete eight of the following sentences. Bài tập số 1, chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau. Number one, You help me with the homework làm ơn giúp tôi làm bài tập về nhà. Thì chúng ta thấy đây là một cái câu đề nghị. Shall thì cũng là sao you rồi. Về nghĩa ấy, không phải là mấy you. Mà ta sử dùng là Will you help me with the homework? Đây là câu đề nghị ta có thể dùng Will, would, can, could. Number two. Tom has got Tom has got a job. He be very pleased, thông vừa mới có được một công việc rất là tốt, cậu ấy rất là vui, rất là hài lòng. Might, must, should, will, có thể, must ở đây thì dịch là phải, thì không ổn mà ta dịch là chắc hẳn là, chắc chắn là, should nên và will là sẽ, vừa có công việc làm tốt thì chắc chắn rất hài lòng, chắc chắn rất là vui, ta dùng must. Number three, must we do it now? No, you. Chúng ta có phải làm nó bây giờ không? Không. Bây giờ ta xem. Nếu ta đưa đơn vào, bạn không thể. Bạn không cần thiết. Bạn không thể. Và bạn sẽ không. Thì đặc biệt với cái câu must ở câu hỏi, có phải làm gì đó không? Trong câu trả lời, nếu không cần thiết, thì chúng ta sẽ dùng là No, you needn't. Bạn không cần. The answer is B. And number four, They can type. Có thể viết lại. They type. Họ có thể đánh máy. Can ở đây có thể diễn tả bằng một cách khác. Learn how to. Học đánh máy. B. Are able to có thể đánh máy. Know how to biết đánh máy. Và đáp án D là both A, à B and C cả B và C. Tức là có thể đánh máy, tức là biết đánh máy và có thể. nên đáp án của chúng ta sẽ là both B and C. Number five, you take the umbrella along with you today it might rain. Sorry, it rained later. Yeah, it rained this afternoon. Otto much needn't will will must, should or might. Giờ yeah, cái này là có hai cái gạch và đều đồng từ khuyết thiếu cho nên ta phải nghiên cứu từng vế một. Người ta dịch lên bạn mang ô hôm nay bạn phải mang ô đi hay là nên mang ô hay là không cần mang ô hay là sẽ mang ô về sau trời mưa để tiếp tục mưa chiều nay later on tiếp tục chiều nay sẽ tiếp tục mưa thế thì do nghĩa của câu khuyên người ta là nên mang ô vì trời chiều nay trời có thể mưa đấy thì chúng ta sẽ dùng là should and might. You should take the umbrella with you today yet it might rain. Đây là năm câu mà chúng ta vừa luyện tập để nắm kỹ hơn cách dùng của động từ khuyết thiếu. Bây giờ chúng ta sang bài tập thứ hai. Bài tập này là rewrite the sentence in such a way that means the same as one printed before it. Tức là viết lại câu theo cái cách mà nghĩa không đổi so với câu trước. Number one, it is not necessary for you to wait any longer. thì chúng ta thấy là sẽ có một số cùng mà nó sẽ tương ứng với động từ khuyết thiếu. trong này là not necessary, không cần thiết. nếu người ta chỉ cho là you thì chúng ta có thể viết được nhiều cách nhưng mà người ta cho là you not wait any longer. còn not đứng sau rồi. Câu trả lời câu của ta đó là you need not. Need not ở đây là need uh, khuyết thiếu. Tuy nhiên là necessary, be necessary thỉnh thoảng có thể viết được là với trang là have to. Nhưng mà have to thì ở đây lại là wait không có to cho nên ta không thể dùng là là you haven't to wait được, haven't wait được. Number two. She was able to read when she was three. Cô ấy có thể đọc khi cô ấy ba tuổi và chúng ta viết lại đó là she read when she was three thì was able to có thể thay bằng đó là could có thể ở quá khứ number three it's not a good idea for you to stay late à, bạn không nên thức khuya thức khuya không phải là một ý kiến hay ý tưởng hay thì chúng ta thấy cái câu cụm từ là not is not a good idea it's not a good idea thì có thể tương ứng với động từ khuyết thiếu nào à, đấy là động từ khuyết thiếu should như ở câu phụ đình ta có thể dùng là shouldn't và should not tuy nhiên cũng có thể dùng được là ought not to nhưng mà should để đưa ra lời khuyên thì nó phổ biến hơn number four I'm sure she's at home tôi chắc rằng là bây giờ cô ấy ở nhà I'm sure để diễn tả sự tức là mức độ chắc chắn của hành động lúc nãy cô cho là sử dụng động từ khuyết thiếu nếu như khẳng định thì ta thường dùng là must và phụ định ta dùng là can't, couldn't. Và câu này chúng ta viết lại là she must be at home. I'm sure she must be at home. Chú ý. And number five, you are allowed to park your car. Bạn được phép đầu xe của bạn ở đây. You are allowed, được phép, cho phép. Thì chúng ta nhớ lại là cho phép sẽ dùng động từ khuyết thiếu nào. Đấy là you may or you can kiệt bắc to car, here có thể có here hoặc không bạn có thể đầu xe ở đây Đó, are allowed to be allowed có thể thay bằng may can tất nhiên là nếu như quá khứ thì chúng ta có thể thay bằng could Đây là bài tập số 2. bây giờ là cô sẽ cho các em một bài tập tương tác trong quá trình các em làm bài tập này cô sẽ trả lời một số cái thắc mắc cho các em các em điền đồng từ khuyết thiếu vào mỗi chỗ trống trong các câu dưới mỗi cái biển báo sau đây. các em làm và gửi nhanh chóng gửi câu trả lời về fanpage của chương trình và cô sẽ giải thích và xem bạn nào trả lời nhanh nhất sớm nhất vâng ạ à, như vậy là cô đã vừa ra một cái bài tập rất là thú vị dành cho tất cả các bạn và ngay lúc này đây thì các bạn có thể trả lời ở trên kênh youtube của nghệ an TV viện à. chị thang xin được đỉnh trình lại một chút à, và trong quá trình chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời các bạn thì xin mời cô sẽ cùng giải đáp những cái câu hỏi mà trong quá trình cô giảng dạy thì có những cái câu hỏi thắc mắc như sau à, xin mời cô sẽ lựa chọn những cái câu hỏi để có thể giải đáp các bạn à, một số cô có cô... thể ngồi xuống một lại. số câu hỏi mà các bạn hỏi thì cô xin trả lời các bạn như sau có bạn hỏi là thưa cô động từ dare tức là viết tắt uh, là uh, viết là d a r e dare có phải là động từ khuyết thiếu không ạ? thì cô uh, giải thích rằng là động từ dare cũng giống như là động từ need dare có nghĩa là dám uh, và dare thì nó người ta gọi là semi modal bán khuyết thiếu có thể dùng được là Darren, or not dare to khi nào mà khuyết thiếu thì ta dùng là Darren, cộng verb và nếu động từ thường thì ta dùng trợ động từ cộng đe, trợ động từ cộng not, cộng de, cộng to vấp. Câu hỏi thứ hai. Thưa cô, have a to và have a got to có giống nhau không ạ? Thì này cô đưa chúng ta đó là have a to. Và have a got to và have a to thì đều có nghĩa tiếng Việt như nhau, đều có nghĩa là phải. Và phải mang, mang tính chất là khách quan từ người ngoài. Có thể dùng để nói về một số cái biển báo hoặc số chỉ dẫn nhưng mà khác nhau ở đó là trong cái cách trong cấu trúc have a to và has to thì là ở trong câu khẳng định giống nhau nếu như ở thì hiện tại thì ta chia là has to have a to quá khứ thì đều là had to hoặc là had got to nhưng ở câu phủ định và câu nghi vấn thì chúng ta phải đưa trợ động từ cho phù hợp ví dụ như là ở hiện tại thì phải là I don't have to nhưng mà bên have a to have a got to thì bạn nói là I haven't got to không nói là I don't have a got to mà phải nói là I haven't got to. Tương tự như vậy câu nghi vấn và câu hỏi thì các bạn đưa trợ động từ với have a to và với have a got to thì chính have a sẽ làm trợ động từ luôn. À, một câu hỏi tiếp theo nữa là maybe viết liên nhau và maybe viết tách rời giống nhau hay khác nhau thưa cô? Thì à, các em chú ý là hai động từ này hoàn toàn à hai cái này hoàn toàn khác nhau maybe viết liền nhau nó là trạng từ và nó có nghĩa là perhaps có lẽ hoặc là probably có thể có lẽ còn maybe viết tách ra thì nó là động từ khuyết thiếu cộng với động từ to be cô lấy ví dụ maybe she will come tomorrow thì maybe đó là trạng từ nhưng mà cô lấy một cách khác she may be waiting for you cô ấy có thể là đang đợi bạn đấy thì maybe đấy là đồng tư đồng tư khuyết thiếu cộng với động từ to be. À, một câu hỏi tiếp theo, thưa cô đồng từ khuyết thiếu khi chuyển sang câu gián tiếp thì có thay đổi không ạ? thì à, cái này là đến cái phần khuyết thiếu thì các em sẽ học kỹ hơn nhưng mà cô sẽ giải thích à, động từ khuyết thiếu khi chuyển sang gián tiếp có thay đổi và có thể không thay đổi. nếu như là ta gặp will ở câu thứ ta đọc ta, ta gặp will thì sang gián tiếp ta dùng là would can, could, may, might, shall, should hoặc là would. Nhưng khi động từ khuyết thiếu đã là trong câu trực tiếp đã là would, could, rồi là should thì ta không chuyển nữa mà ta giữ nguyên. Đấy, vâng à, dù là câu hỏi của các bạn à, vẫn tiếp tục gửi về cho chương trình nhưng mà thời lượng của chúng ta sẽ không cho phép nữa thì à, xin mời cô sẽ cùng à, giải đáp cái đáp án trên ạ à, bởi vì à, lúc này đây thì à, các bạn cũng đã trả lời rất là nhiều ừ. nhưng mà xin mời cô sẽ đưa ra cái kết quả dành cho các các bạn vâng cô xin à, à, giải thích cho các em cái bài tập này đây là một cái tập về à, phần à, biển báo mà nó cũng rất là thú vị trong à, à, những tình huống có thật ta à, ở cái biển báo thứ nhất you turn right tức là bạn có thể bạn có thể rẽ phải chúng ta sẽ dùng biển ta dùng cái động từ quyết thiếu đó là can you can turn right câu biển báo thứ hai ta thấy trên biển báo là give way tức là nhường đường ở đây chắc chắn là bạn phải nhường đường đây là biển cảnh báo you must give way bạn phải nhường đường và ở biển thứ ba you say no to plastic bạn nói không với rác thải nhựa thì cái này cũng cấm được cũng bạn không được phép là bạn phải nói không mà cái này ta khuyên thôi đưa ra lời khuyên. you should say no to plastic bạn nên nói không với rác thải nhựa. Ở cái biển báo thứ tư rất là dễ ta thường thấy ở các cái nơi công cộng. You smoke here. Ta hay thấy là no smoking or you smoke here thì chúng ta sẽ tiện từ là you mustn't smoke here Tức là bạn không được phép ở đây, à hút thuốc ở đây. Ở biển báo thứ ở cái tranh thứ tư Đấy là i borrow this book. Tôi có thể mượn cuốn sách này được không? Thì chúng ta sẽ dùng động từ quyết thiếu để xin phép, có thể dùng được là may or can. May I borrow this book or can I borrow this book? Và ở cái tranh cuối cùng đó là con nói, mẹ nói với con. Tại gì? Shall I have you do the exercise? Do exercises? Or shall I have you do exercises? Mẹ sẽ giúp con làm bài tập nhé. Thế đây là một câu đề nghị giúp đỡ người khác. Đây là mẹ là không có bạn nào à. Và câu trả lời đúng không? các bạn đã có câu trả lời trên đáp án nhưng mà là chắc là chương trình sẽ gửi lại và sẽ công bố phần tiếp theo của chương trình bởi vì chúng ta sẽ không còn kịp thời gian nữa được. và xin mời cô ạ à, các bạn và các em thân mến như vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì cô giáo đã truyền tải cho các em rất là nhiều những kiến thức bổ ích để các em có thể ôn tập và củng cố kiến thức của môn tiếng Anh lớp 9 đúng không ạ và các em hãy đừng quên khung giờ của chương trình là chương trình sẽ được phát vào 17 giờ đối với sắp tới sắp tới thì sẽ có sự thay đổi thời gian đúng không các bạn lớp 9 ạ. Đó là các bạn lớp 9 thì sẽ học từ khung sơ 17 giờ từ thứ ba cho đến thứ bảy à thứ sáu ạ. Và hình như ngày cô cũng sẽ có bài tập về nhà cho các bạn đúng không ạ? Vâng. Xin mời cô. Và bây giờ là cô sẽ có cái bài tập về nhà cho các em. Bài tập thứ nhất là chọn đáp án đúng. À, cũng về động từ thiếu. Và bài tập thứ hai là bài tập viết lại câu. À, giống như cái bài tập cô lúc nãy cũng hướng dẫn các em làm. Thì các em có thể làm và nếu thắc mắc gì thì các em gửi câu hỏi về fanpage của trình hoặc là có thể gửi câu hỏi trực tiếp trên youtube hoặc là gọi trực tiếp hoặc là gửi gọi trực tiếp cho cô và cô sẽ giải đáp những thắc mắc của các em vâng và một lần nữa cảm ơn uh, những chia sẻ của cô giáo và bài tập về nhà này thì chương trình cũng sẽ đăng tải trên uh, fanpage uh, dạy và học cùng ntv để các em có thể cùng cập nhật nhé từ đây thì chương trình dạy và học cùng ntv cũng xin được kết thúc một lần nữa cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi cảm ơn cô giáo rất nhiều chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong những chương trình lần sau see you later ok see you again